Chuyện kể hoàng tử Nguyễn Phúc Luân, cha Nguyễn Ánh, rất khôi ngô tuấn tú, lại thông minh, nên được chọn để kế thừa ngôi chúa. Ông lấy 3 người vợ, trong đó 2 người là chị em ruột. Người em gái chính là mẹ của Nguyễn Ánh. 9 người con của Nguyễn Phúc Luân đều do hai bà sinh ra. Đáng tiếc, ông bị Trương Phúc Loan hãm hại, tráo đổi ngôi chúa. Khi ông chết, Nguyễn Ánh mới 4 tuổi. Nếu như Nguyễn Phúc Luân làm chúa, thì hẳn sẽ không có phò hoàng tôn diệt họ Trương sau này của Tây Sơn. Chắc lịch sử sẽ theo lối rẽ khác. Tiếc là ông chết. Em trai ông là hoàng tử Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi. Triều đình nhà Nguyễn suy sụp từ đây. Mất cha từ nhỏ, lại mang thân phận nhạy cảm, có cha là vị chúa hục, nên Nguyễn Ánh sống cơ nhỡ khổ cực, lại nằm trong tầm ngắm của loạn thần Trương Phúc Loan. Nhưng nhờ có một vị quan, ông này là Tôn Thất, che chở bảo bọc, nên Nguyễn Ánh mới bình yên lớn lên. Nguyễn Phúc Ánh khi còn nhỏ đã tỏ ra thông minh sáng dạ lại dũng cảm, có tài thiện xạ nên được định vương Nguyễn Phúc Thuần thương yêu, nuôi trong phủ chúa. Năm 13 tuổi đã được định vương phong chức chưởng sử trong coi quân Tả Dực. Có chuyện kể rằng Nguyễn Ánh 13 tuổi, lúc đó ông vào Nam theo chúa Định Dương Nguyễn Phúc Thuần. Định Dương rất yêu thương, tin cậy ông. Có lần nghe tin Tây Sơn đuổi tới, Định Dương bắt Nguyễn Ánh cưỡi ngựa chạy trốn trước. Ông không chịu đi. Định Dương khóc mà nói: "Này gặp bức gian truân như thế này, tài ba không dẹp được loạn. Việc miếu xã quan hệ ở cháu, cháu còn thì nước mới còn." Lúc này, Nguyễn Ánh mới bất đắc dĩ thúc ngựa chạy đi. Chạy được nửa giờ thì dừng ngựa đứng đợi Định Dương. Tây Sơn đuổi theo đường khác, nên lát sau đoàn người của Định Dương đến thì thấy Nguyễn Ánh đứng đợi bên đường. Định Dương cảm động mà nói: "Lòng cháu ta như thế, trời thật là soi xét." Khi Tây Sơn bắt được Định Dương, hoàng thất và các tướng lĩnh xử tử. Chỉ có Nguyễn Ánh và em trai Định Dương là Nguyễn Phúc Xuân, chú Nguyễn Ánh chạy thoát. Khi đó Nguyễn Ánh ẩn núp rồi chờ thời cơ chiếm lại gia định. 17 tuổi được phong nguyên soái, mặc áo tang đánh thành. Lúc này Nguyễn Ánh được miêu tả làm tướng rất khôn ngoan và can đảm. Đánh như lính, dù xung quanh người chết gần hết, nhưng không hề sợ hãi. Khi đã tàn cuộc, thấy ông cả người ướt đẫm máu tươi, nhưng không hề bị thương, nên ai ai đều nói là phép lạ. 18 tuổi xưng vương. Còn Nguyễn Phúc Xuân chạy trốn sang Simla để cầu cứu, nhưng bị giết ở Simla năm 1780. Chứng tỏ lúc bấy giờ, hoàng tộc trốn được 2 người, đều là trực hệ của chú Nguyễn và đều có khả năng thừa kế ngôi chúa. Nhưng chỉ có Nguyễn Ánh dám dựng cờ tập hợp tướng lĩnh để cướp lại gia đình. Còn vị kia thì chạy đến đất khách cầu viện, cuối cùng chết oan chốn tha hương. Người ta tôn Nguyễn Ánh làm Nguyễn Dương không phải chỉ vì ông là hoàng thất cuối cùng, mà còn vì ông còn nhỏ mà đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Anh chị em Nguyễn Ánh gồm 10 người, 6 nam, 4 nữ. Trong đó một người chết non lúc nhỏ, 5 người bị Tây Sơn giết chết, 2 người chịu cảnh góa bùa. Anh cả Nguyễn Phúc Hạo chết trong chiến tranh Tây Sơn. Anh thứ hai là Nguyễn Phúc Đồng, anh ruột Nguyễn Ánh.
năm 1777, Nguyễn Phúc Đồng và Nguyễn Ánh hộ tống Định Dương, toàn bộ hoàng tộc nhà Nguyễn và một số quan bị Tây Sơn bắt ở Long Xuyên, rồi giải về xử tử ở chùa Kim Chương, Gia Định. Em thứ năm, Nguyễn Phúc Mân vào Gia Định năm 1779, theo Nguyễn Ánh đánh giặc. Đến năm 1783, đánh nhau với Tây Sơn, thua chạy qua cầu Phao, bị Tây Sơn chặt cầu, rơi xuống nước, chết đuối. Em thứ sáu, Nguyễn Phúc Điển, em ruột, cũng bị Tây Sơn bắt giết năm 1783. Hai ông này đều chết khi chưa đến 20 tuổi. Chị cả Nguyễn Phúc Ngọc Tú, chị ruột, được gả cho thuộc hạ Nguyễn Ánh là Lê Phước Điển. Năm 1783, Nguyễn Ánh bị Tây Sơn đuổi giết. Lê Phước Điển mặc áo chúa dụ Tây Sơn đuổi theo để Nguyễn Ánh chạy thoát. Lê Phước Điển bị Tây Sơn giết. Công chúa Ngọc Tú ở góa khi mới 23 tuổi. Lúc đó bà trẻ đẹp lại chưa có con. Nhiều người khuyên tái giá, bà bảo rằng: chồng ta làm kẻ bề tôi mà chịu chết vì trung nghĩa, ta là vợ chẳng lẽ lại thay đổi tiết nghĩa hay sao? Chỉ nguyện rằng khi nào lấy được nước cũ thì xin xuất gia theo Phật mà thôi. Chị thứ hai, Nguyễn Phúc Ngọc Du, được gả cho tướng Võ Tánh. Năm 1801, khi Nguyễn Ánh sắp đánh bại Tây Sơn, Võ Tánh giữ thành Bình Định cầm chân quân Tây Sơn để Nguyễn Ánh rảnh tay đánh ra Phú Xuân. Khi thành Bình Định bị chiếm, Võ Tánh tự sát, tuẫn tiết theo thành. Em thứ ba, Nguyễn Phúc Ngọc Tuyền. Năm 1782, bà bị Tây Sơn bắt. Trên đường áp giải, bà mắng chửi Tây Sơn rồi lao đầu xuống sông tự vẫn. Khi đó bà mới 19 tuổi. Em gái thứ tư, Nguyễn Phúc Ngọc Uyển. Bà lưu lạc trong dân gian ở Thanh Hóa, chứ không vào Nam theo anh chị. Bà lấy chồng là thường dân, trải qua cuộc sống bình thường, cho nên bà may mắn hơn nhiều so với các anh chị của mình. Cuộc đời của Nguyễn Ánh là những chuỗi ngày đau khổ triền miên. Khi còn nhỏ mất cha, tuổi thơ cơ cực, thời niên thiếu phải gánh trên vai món nợ nước thù nhà. Anh em đều chết hết, gia tộc điêu linh, lưu vong tha hương. Trải qua những tháng ngày bị truy sát không dứt, có hôm chỉ còn cá khô và rau dại ăn cầm hơi. Ngay cả mồ mả của tổ tiên, của cha còn bị quật lên, dứt xương. Con người có cuộc đời bi kịch đó, không ngờ cuối cùng lại có thể trở thành Gia Long Hoàng đế, thống nhất Giang Sơn sau hơn 25 năm lưu lạc giang hồ. Quả thật, sức chịu đựng của Nguyễn Ánh không hề tầm thường. Câu hỏi, điều gì đã làm nên con người Nguyễn Ánh? Có lẽ là đau khổ, hận thù và kiên cường. Một người võ nghệ tuyệt luân, đánh đâu thắng đó, tham vọng làm bá chủ Đông Nam Á và phương Bắc. Một người mất tất cả nhưng thông minh, kiên cường, sẵn sàng đương đầu với đội quân hùng mạnh vô địch thời đó. Liệu đủ hay để làm phim chưa? Nguồn Đặng Phương Nhi.